Đây mới gọi là cái đổ vạ, đây mới gọi là cái bịa chuyện, cái suy diễn ra cái câu chuyện này, cho rằng anh Tiến Dũng không phải là người giúp Thiền Am thực sự. À, anh Tiến Dũng chỉ là lợi dụng vào Thiền Am. Các bạn thấy không? Một con người mở miệng ra là cái câu nói nó vong ân. Trước đây những gì anh có hôm nay, đúng không? Những gì anh đã có được trước đây cũng nhờ từ cái niềm tin, cái danh dự và cái uy tín của anh Tiến Dũng mà mới có được. Kể cả là tên tuổi và sự lan tỏa của anh có được là cũng nhờ cái danh dự của anh Tiến Dũng đó. Đến bây giờ anh bịa chuyện ra, anh đổ vạ cho rằng anh Tiến Dũng là người chống phá Thiền Am. Rồi bây giờ cho rằng anh Tiến Dũng là trùm cuối trong câu chuyện này. Phá nhánh ra anh Phi Long là đầu đàn của cái tổ chức ở Việt Nam. Ghê không? Anh nói này giống kiểu như mà là một cái tổ chức gì nó gớm ghê lắm. Suy diễn một cái câu chuyện nó mang tính rất là hoang đường. Một luật sư mà các bạn thấy đó, với cái trí thức như vậy, cầm thêm cái lối dẫn chuyện như vậy, có phải là nguy hại cho xã hội không các bạn? Bây giờ bắt đầu chúng sống lại, đợt lâu chúng không tính sống lại, sống thấy là chửi được thôi, không có làm gì đâu, tôi gì thì tham vẫn là Thiền Am đó, luật pháp chúng ta cũng cứ vậy thôi. Nhưng cái hành động mà đánh tay nha đó không phải giúp tôi Thiền Am, mà đánh tay nha để làm việc, để thiết lập một cái việc mới. Cái việc mới đó là tên cơ sở nhân tố mới, việc mới đành phải làm một việc rồi, dù cái sống dù không tất cả cái cũ thành lập cái mới sẽ được quy góp tôi. Thành ra cái câu chuyện Thiền Am hết, cái lạ là một chỗ là được lấy ra, Thiền Am bị lợi dụng, ngay cả cái đăng tay hàng ngày cũng đem quăng đó với tư cách là bảo vệ Thiền Am, nhưng vì các bạn họ gắn ghét nhau lấy cái chuyện riêng tư làm cho thị trường. Và trong đó đó là những con người mà bây giờ nổi ra đó là cái gì, sống chủ là phải được thì gọi chúng ta đó là cái mà tôi thái quá. Một ngày gặp lại đó tôi sẽ chia sẻ chi tiết để các bạn tiếp tục lên và tôi nữa. Cho nên trong những bài như thế này tôi cũng khuyên rằng là nên tôn trọng pháp luật Việt Nam thứ nhất, thứ hai là phải tôn trọng quy tắc ứng xử chứ không phải đặc biệt từ Nam có cái bộ truyền thông lắm cũng đã đưa ra bảy quy tắc ứng xử chứ không phải tôi nhớ bài này năm 2002 chúng ta có chia sẻ các bạn từ bảy quy tắc ứng xử. Nếu như anh nói là vậy thì những cái gì mà anh đối phó, anh phản biện, anh nghiên cứu từ trước đến nay, những cái ngôn từ anh thì thường vận dụng vào trong cái kiến thức của pháp luật. Các bạn còn nhớ những cái câu anh nói của anh dùng thơ trí thức của anh để mỉa mai, để cà khịa. Nhưng mà ở đây không phải là mỉa mai một cách nó bình thường, mà nó mang một cái tính chất rất là sân si hàng học, mang một cái tư tưởng rất là thù hằn khi đối phó với bạn mà nắm trước đây, dùng những cái ngôn từ rất là nham nhở. Rồi gần đây nhất thì anh lại nhắc đến Tiến Dũng khi cái sự cai cú lên ngôi, thì anh không kiềm chế được cảm xúc bản thân thì anh dùng cái từ là khôn liền. Các bạn còn nhớ cái câu đó không? Đấy, với một cái nhận định cho rằng đó là khi tham gia mạng xã hội thì phải thể hiện cái văn minh văn hóa. Nhưng mà văn minh văn hóa của một người luật sư, một người tri thức như anh thì tại sao lại đi nhắm xoáy vào cái chuyện đời tư, cái chuyện cá nhân của những người không liên quan trong vấn đề này, anh lại lôi ra để đấu tố. Cái mà anh gọi là phản biện, những người mà phản biện, những người mà tranh luận với anh thì anh cho rằng là đó không phải là phản biện mà đó là tấn công. Còn anh tranh luận với những người mà phản biện là anh không lại đó, thì anh lại dùng cái trí thức của anh ra để nhận định, để đánh giá, mang một cái yếu tố rất là suy diễn qua cái câu chuyện. Đến bây giờ anh suy diễn cho rằng anh Tiến Dũng không phải là một người giúp Thiền Am mà lợi dụng Thiền Am. Anh Tiến Dũng bây giờ là một trùm cuối, thâu tóm các đồ đệ của mình, thâu tóm bỏ tiền ra mua chuộc. Thấy không? Một cái suy diễn của một con người nó bị thất thế rồi, thất thế thất thời trong cái cuộc chơi này. Khi thua cục, khi bại trận, khi đã bị vạch trần thì bắt đầu quản trí, tinh thần bán loạn. Bây giờ anh không còn thể hiện là một cái tư cách của một người là tri thức nữa, mà tinh thần bán loạn trở thành một con người đầu đường xó chợ, nhưng luôn khoác trên mình một cái dáng vẻ với một cái phong thái để che đậy cái mà tà tâm của mình. Chứ thực ra thì cái bản chất của anh đã là như vậy rồi, con người anh không có thể nào mà anh thay đổi, anh khác được. Bởi vì những cái suy nghĩ trong cái tâm can của anh lúc nào cũng mang những cái
cái suy nghĩ nó thiển cận của một con người mà không không phải là tri thức, một con người tầm thường bình thường, chứ không phải là một người mà mượn cái dáng vóc bề ngoài mà lên với những cái ngôn từ, mượn cái kiến thức anh học được áp dụng những cái ngôn từ nó liên quan đến pháp lý rồi để chứng minh mà để dẫn dắt những cái câu chuyện nó hoàn toàn trái ngược đối với thực tế. Thấy không các bạn? Nó thuộc vào cái đó, mà sử dụng đồng tiền những cái mà mua đồ mà để đánh hồng sơ thành thì tôi không có làm đâu, không công. Bởi vì tôi cũng không có phải tranh giành cái chuyện mà mạnh thường quân. Chúng tôi cũng không phải làm cái chuyện là trái đi quy định pháp luật, trái đi cái đạo đức xã hội để mà dùng mạng xã hội mà tấn công người này hoặc là tấn công người khác. Ở đây thấy không, nghe anh nói không, chúng tôi không làm trái đi với quy định của pháp luật, không làm trái đối với đạo đức của xã hội, không làm trái đạo đức xã hội mà tại sao lại dẫn dắt, lại xúi dục nhiều người đi gây hấn với nhau, gây thị phi với nhau, không làm trái với quy định đạo đức thì một nhà làm luật, một người tri thức như anh tại sao lại dùng văn thơ tục tiểu mang tính nham nhở để xúc xỉa. Cái văn thơ của anh nó còn nhiều cái ẩn ý mà nó còn cay hơn là những cái tác phẩm mà văn học ngày xưa anh đã từng học. Để áp dụng vào cái thực tiễn hôm nay mà để anh chứng minh được cái trình độ anh. Nó mang tính sân si. Thấy không? Một cái tư tưởng mà bao giờ anh cũng đổ vạ lên cho người ta cho rằng anh Tiến Dũng bỏ tiền ra để mua chuộc hết tất cả. Bây giờ kể cả là anh Phi Long Võ cũng cho rằng là anh cũng cho rằng là anh Tiến Dũng cũng đã bỏ tiền ra mua chuộc anh Phi Long Võ. Thấy không? Một cái suy nghĩ nó rất là vớ vẩn như vậy đó. Những cái vấn đề mà liên quan đến việc mà tham gia cái mạng xã hội này rồi, ví dụ như một ai đó mến mộ một ai, mời cà phê, super chat, đó là một cái cách để gọi là xã giao, giao lưu. Và anh Tiến Dũng thường hay dùng cái cách này mà để giao lưu với các kênh YouTube, trong đó mình cũng đã được nhiều lần anh Tiến Dũng mời cà phê là như vậy đó. Thì đó cũng là một cái cách giao lưu. Nhưng anh ẩn danh này thì lại nói rằng đó là cái cách dùng tiền của anh Tiến Dũng để mua chuộc những kênh YouTube. Một cái suy nghĩ nó rất là vớ vẩn mà không có cái căn cứ nào để chứng minh cho rằng là họ dùng tiền để mua chuộc cả. Đây thì các bạn nghĩ sao về cái quan điểm của anh ẩn danh này? Trước đây là giả danh cho rằng tôi nắm trong tay 10 cái bill. 10 cái bill tôi đã nhìn thấy. Anh luôn khẳng định để đánh lừa niềm tin của cộng đồng mạng, thấy không? Đến khi sự thật vỡ lẽ thì anh quay sang phủ nhận điều đó. Rồi nghe tiếp nha các bạn. Khi mà vô duyên vô cớ tấn công một khán giả mà không có bằng chứng, cứ lên mạng nói là một người đàn bà ác, là một người đàn bà như vậy mà bên bóc chấp, không biết ác là hành vi nào. Trong đó thì tôi nói hoài luôn, chứng minh cho tôi cái hành vi nào. Tôi dòng thẳng là bên bóc chấp, bên cái hành vi nào. Thì thưa tôi, cái dòng thẳng là cần đâu bên. Cái yếu tố này là anh nói miết trong mấy ngày này, không có ngày nào mà anh không lôi cái chuyện mà Phương Giả ra cho rằng là anh bị vô vạ là tấn công Phương, binh vực Phương Võ bất chấp. Cái chuyện này về cái nhân vật Phương Võ này thì mình không không theo dõi kỹ, không quan tâm kỹ, nhưng mà nó liên quan đến cái vấn đề mà ẩn khúc phía sau cái sự thật này nó mới gây ra cái thị phi. Đến bây giờ là cái nhóm sự thật này nó mới quay lưng. Nhưng mà tất cả những cái cớ sự trong đó là chúng ta thấy nó thực tế. Những cái dẫn chứng của anh Phi Long Võ, của lão đại trong mấy ngày hôm nay đã vạch trần trụi ra cái sự thật mà hiển nhiên đã tồn tại một cái sự giả dối trước đây, từ trước đến nay. Thì luôn hợp đồng nhận tiền tôi không hiểu tôi không được, cần đâu mà nhận tiền một cách bất chấp tôi làm mất gì đâu biết này. Tôi xin thưa là hai người tôi là luật sư không có mất gì mà được này. Đây khẳng định là luật sư thấy không? Rồi cách đây là 4 năm hôm anh nói rằng là chúng tôi chia sẻ, chúng tôi nhận định chỉ là một tư cách là một YouTuber, là một khán giả, là một người không phải là một người chia sẻ pháp luật, mà là nhận định theo quan điểm của pháp luật. Thì hôm nay lại nói rằng là chúng tôi là một luật chia sẻ, là một luật sư, từ khẳng định là một luật sư, thấy không? Hôm nay anh ăn mặc rất là bảnh bao ha các bạn. Hôm nay rất là đỉnh đạt. Nghe nói là đi vào Thiền Am rồi đi công tác gì nữa ở đây mà không biết đi đâu thì không biết. Tôi xin thưa là hai người tôi là luật sư không mắc gì mà chuyện này. Đây, hai người tôi là luật sư không mắc gì mà chia sẻ như vậy. Nhân danh là hai cái từ luật sư này nó mang một cái yếu tố về văn hóa và trí thức ở đây. Một người luật sư á, chúng ta điển hình khi tham gia mạng xã hội này thì là một lấy nhân vật là luật sư Trần Văn Sĩ, rồi bên cạnh đó là có rất nhiều các cái luật sư
họ luôn thể hiện cái trách nhiệm vị thế của họ, nó xứng tầm với lại cái nhân danh là luật sư, để không ảnh hưởng đến đồng nghiệp, không ảnh hưởng đến liên đoàn luật sư, bởi vì họ tồn tại được là những con người mà đem đến cái giá trị nhân văn, phân tích luật này, nhận định luật này, đánh giá luật đúng theo quy định trình tự của pháp luật. Đó là những người mà đáng được công nhận, đáng để được mà tôn vinh và ngưỡng mộ. Còn anh chỉ là một luật sư ẩn danh thì làm gì mà tự xưng mình là luật sư. Chúng tôi là hai luật sư, nghe không? Mà hai luật sư ở đây là hai luật sư bị mất chức. Cô thạc sĩ thì bị tước đi cái giá trị đạo đức, anh cũng vậy. Đến bây giờ thì vẫn tự nhận mình là một luật sư, nhưng không chứng minh được cái địa vị, không chứng minh được cái công việc mình. Tối ngày thì nói đi công tác liên tục, nhưng mà không biết là công tác gì, công tác. Nhưng mà cái thời gian mà đi vào thiền am thì rất là nhiều. Anh Khoa cho rằng là nói về cái việc mà tôi đi vào thiền am là nhiều nhất ở đây. Như vậy thì cái công tác của anh ở đây là công tác ở trong thiền am là nhiều hơn, và hầu như là như vậy. Và bên cạnh đó là ngồi cái thời gian thì anh đi đàm tụ đây đó để mà tò mò, để nghe ngóng những cái câu chuyện của thiên hạ thôi, chứ không có công tác gì ở đây. Mặc trên mình một bộ đồ rất là bóng lưỡng, thể hiện là ai nhìn vào cũng lầm tưởng, nhưng đúng là lầm tưởng thật. Ai cũng là tưởng là một luật sư thực sự, ai cũng là một người, tưởng là một con người rất là tri thức, rất là nhân đạo phong cách ở đây. Nếu như một người bình thường mà mới tiếp cận anh này một lần đầu tiên thì có thể dễ là lầm tưởng. Anh rót mặt vào tay thì có thể là báo cáo bao nhiêu cũng là trút khẩu bao đưa cho anh. Bởi vậy cho nên anh mượn những cái phong thái bên ngoài, bởi vậy những người mà lừa đảo hại họ hay sử dụng cái mát bên ngoài là như vậy đó. Cộng theo cái kiến thức mà anh có, mà trong khi là cái kiến thức của anh đó là anh không áp dụng trong cái nghề nghiệp, mà lại áp dụng trên cái trường đời này, để mà sở hữu cái kiến thức, cái trình độ đó mà đi. Đi đánh lừa niềm tin của thiên hạ. Phải là anh Phi Long Võ chửi, nhưng mà nói đúng nguyệt, đúng điểm, đúng cái yếu điểm, cái tật xấu của bạn anh, cho nên bạn anh rất là nhột, rất là nhục. Bây giờ không còn cách nào để mà bịt miệng anh Phi Long thì bằng cách là chỉ có dẫn ngược lại cái câu chuyện, những cái lời nói, những cái chứng minh của anh Phi Long cho rằng là anh Phi Long nói nó sai sự thật. Bây giờ ông tưởng trong đó chỉ làm cái điều nói xấu sau lưng, nói xấu trước mặt mà cũng không được bạn. Nếu gì chắc nói xấu sau lưng rồi nói xấu trước mặt là sao? Các bạn thấy đó, thì nếu là một con người mà anh ẩn danh bị ảnh hưởng trên cái mạng xã hội về niềm tin như thế này, đáng lý ra là anh phải đem cái mà anh nhân danh từ trước đến nay để ra để chứng minh, để lấy lại cái danh dự uy tín của mình, nhưng không làm được điều đó, bởi vì trong tay anh không có cái gì để gọi là chứng minh cả. Đây, đến cái việc mà anh không dám khẳng định là mình đang tham gia ở liên đoàn luật sư nào, cái đó là cái đơn giản nhất mà anh không chứng minh được, chứ chưa nói là cái thẻ hành nghề. Cái thẻ hành nghề thì anh nói rằng là tới nhà tôi sẽ cho xem cả cái mới và cả cái cũ, cái bằng cấp của tôi. Đồng ý là anh có bằng luật, bằng thạc sĩ. Khi mà học luật sư ra mà để có thẻ hành nghề, có chứng chỉ hành nghề thì phải có bằng thạc sĩ, phải không các bạn? Phải có bằng thì mới chứng nhận là một luật sư chứ. Nhưng mà cái bằng đó nó không có ảnh hưởng, nó không có cái tầm giá trị bằng cái thẻ hành nghề. Cái thẻ hành nghề là để chứng minh được cái nghiệp vụ, cái trình độ của mình để đi phục vụ cho cái cán cân công lý, cho nền tư pháp, là đi tham gia vào các phiên tòa này, đi tranh luận cùng với bị can, bị cáo, thân chủ, chủ tọa tại phiên tòa.
quan trọng là cái thể hành nghề, chứ còn mà cái bằng cấp thì không không quan trọng. Cũng như anh học hết trung học thì anh có cái bằng đó là cái chuyện bình thường, cũng như anh học nghề luật sư thì anh có cái bằng thạc sĩ là bình thường, nhưng mà cái phục vụ cho cái nghề nghiệp của anh để chứng minh được là cái trình độ học vấn và cái con đường học đạo của anh, hành sư học đạo của anh như thế nào là phải có thể hành nghề để chứng minh được. Ừ. Chứ còn nói về cái bằng cấp anh khoe là bằng mới, bằng cũ gì vừa rồi anh nghe nói là tùm lum đó. Nhưng mà đến bây giờ anh không chứng minh được cái thể hành nghề, và quan trọng đơn giản là chỉ chứng minh là anh đang tham gia ở đoàn luật sư nào, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn tối ngày anh nói là đi công tác biết anh đi đâu. Ít ra bèo là một luật sư thực sự thì phải là có văn phòng, bèo nhất cũng phải có được một cái văn phòng để chứng minh, để khè với thiên hạ chứ đây là luật sư nè, văn phòng của tôi nè, pháp nhân là tên tuổi của tôi nè, đây bài bản như vậy mới nói dốc được với thiên hạ, chứ không có cái gì thân trong tay mà bây giờ là làm sao mà nói dốc được. Muốn lừa thiên hạ, muốn làm cái gì cũng phải chứng minh chứ, phải không các bạn? Mà anh này không có gì để gọi là chứng minh cả, không chứng minh được thì chẳng khác nào là anh một con người là mạo xưng mạo danh rồi chứ gì. Đây mà tối ngày luôn khẳng định là coi như là luật sư, lúc thì nói là chúng tôi không phải là luật sư, lúc thì nói là luật sư, rồi không biết là anh là cái thứ gì. Cho nên là cái từ luật sư ẩn danh là nó xứng tầm, và cái biệt danh La Liếm là nó rất là phù hợp với anh, bản danh là nó rất là xứng đáng. Cho nên anh cũng đừng có trách mắng ai cả. Anh đồng ý anh có bằng nhưng mà anh không thực hành làm gì? Anh học rồi anh đem anh đút xó treo dần bếp bẹ đó làm gì? Đó, bởi vậy cho nên là cái bằng anh đút làm bóng, gấp làm bóng, đút túi là đúng rồi. Cái bằng nó không có quan trọng, cái bằng chỉ thể hiện, chỉ biết được là trình độ của anh đã từng trải qua học, có cái bằng. Cho nên là cái bằng nó không có quan trọng, nó không có chứng minh được cái gì cả, mà chứng minh được cái con đường nghiệp vụ của anh hành sự là phải là văn phòng luật sư thì phải văn phòng luật sư, mà bác sĩ thì phải có văn phòng bác sĩ, hay hoặc là làm việc công tác ở một nơi nào đó để chứng minh. Chứ bây giờ mà cứ nói không không giữa trời giữa đất là ai mà biết anh là ai. Cứ tối ngày là ăn mặc bảnh bao, cà vạt áo vest bê tông, bút nhắc túi ba lê đi ra, xách cặp táp đi ra ngoài đường, không ai biết anh là ai hết. Cứ nói là luật sư không biết anh đi đâu, văn phòng thì không có, cứ lang bang miết ngoài đường mà xá vậy đó. Không biết đi đâu nữa. Tối ngày cái công tác làm việc mở văn phòng, chắc có thể là mở văn phòng tại Thiền Am quá, chứ gì nữa, chỉ có thể là như vậy chứ không biết làm gì. Mở văn phòng trong Thiền Am cho nên là mới vào đó trồng hoa trồng cây rồi chống thấm chống dột, chứ không biết luật sư là không biết văn phòng anh ở đâu nữa. Những nói tôi là không có làm gì bất cẩn, tự nói tôi có làm gì tôi sai rồi. Bởi vì sao? Vì không có mà. Không có bây giờ nói là đối tượng nó gạo đó. Nói lại khổ tới đâu nữa là việc mà đứng. Cho nên bên trong nhỏ là lên trên thông tin mạng nó gì vạch hết rồi, phát vạch mặt vạch phun lột mặt nạ. Bây giờ tôi họ đi trong nhỏ sẽ mạnh mẽ của nó đó. Mò là sao? Không thấy. Nói là những người đi chứ không, không gian. Đó đó đó. Tôi chỉ nói với thôi, những người mà phục dạng là trần cuối đó. Thì tôi xem lại đi. Chứ không làm gì là thất bại. Thất bại, tìm mặt bằng lại là chẳng có làm. Vì quý vị hai điều gì có ứng đặt được. Thứ nhất là nên nhớ rằng trong tình cảm không bao giờ có sức mạnh lắm đâu. Nên nhớ rằng lịch sử là người biết bao nhiêu vị hoàng đế, biết bao nhiêu vị hoàng đế mà không thành công khi mà cuộc chiến để đi một ai đó. Kể cả những hoàng đế nào, kể cả những hoàng đế nữ, trong lịch sử thì thật ra chỉ có một người đó là Võ Tắc Thiên là vị hoàng đế nữ. Vì Long Võ đem cái này ra, cái chỗ nào cái từ Võ Thiên là ngay cả vị Long Võ là một người hèn đối với chúng tôi. Nếu người ta sai cứ lối tên người ta ra, mình đưa ra mặt dư luận. Và nếu người ta sai cái mức độ, một pháp luật, quy phạm luật thì mình là tự tố cáo. Không lý do gì tên tao dám nói. Ngay cả người đàn ông mà chửi người phụ nữ không bằng chứng. Nói là cho thưa kiện à, cho ăn đơn là sao, anh cứ cài người ta không. Tối ngày cái nói là cái tên của anh không dám kêu. Anh chơi cái trò bẩn là ai dám chơi với anh lại. Anh thì là luật sư, anh biết cách để làm đơn làm đồ mà đối phó để mà thưa được. Chứ còn như mà những người sòn sòn như bằng tôi là đâu có biết đâu. Thành cho nên là anh cứ tối ngày anh cứ cài độ cho họ là cứ kêu tên sao được. Ai mà cái dạ gì mà kêu tên. Kêu tên cho dính đòn dính cái chưởng của anh nè. Mấy bạn tuổi gần thấp thằng điểu đây rồi mà đi chửi người phụ nữ, nguyên của người nữ mà không dám nói tên người ta ra. Thì quý vị tưởng tượng cái người đàn ông đó sao mà đi. Có người đàn ông đó xin thưa là không làm được gì đâu. Cho nên quý vị đừng có mất tiền những cái nhầm đó. Đừng có tốn tiền mà tặng cái iPhone ra, tặng cái xăng hay cái mắt đâu. Quý vị khi tặng cái đó để cho chửi cái người mà quý vị không ưa đó thì cũng nghe lỗ tai quý vị chơi. Thì cuối cùng là quý vị mất tiền. Rồi họ khéo rằng quý vị tưởng là tầm cuối quý vị lúc sau lưng không ai thấy. Xin thưa là cái mình đã làm thì chắc để lại thời gian. Và tôi nói tôi thấy đó, tôi chưa nói thôi đó,
khẳng định với quý vị đó. Nếu quý vị nào đứng sau lưng đó, cứ yên tâm, tôi thấy hết, chúng ta không thấy được vấn đề thực tế gì còn đó. Nó chơi cái trò phủ đầu đấy.